Vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy tại quán trà chanh trong một ngôi nhà 6 tầng ở quận Đống Đa, Hà Nội. Thông tin ban đầu, đám cháy được phát hiện vào lúc khoảng 19 giờ 50 phút tại quán trà chanh nằm trong một ngôi nhà 6 tầng ở số 31 đường Láng, quận Đống Đa. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy khu vực dập tắt ngọn lửa, và đến khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không gây thiệt hại về người. Các nhà xung quanh thiệt hại về tài sản không đáng kể. Gia đình chủ nhà có 5 người đã thoát nạn khỏi đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được nghi là do chập điện. Khi đám cháy xảy ra, các nhà xung quanh đều bị cắt điện để đảm bảo an toàn. Và sau khi kiểm tra đường dây điện an toàn, các nhà xung quanh đã có điện trở lại bình thường.